tìm kiếm nhiều đối tác và xuất khẩu nhiều sản phẩm sang thị trường các nước lớn. Đây là những mục tiêu mà các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đặt ra cho năm 2024. Với quyết tâm thi đua sản xuất, phấn đấu ngay từ đầu năm tại các phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, khí thế lao động diễn ra sôi nổi và khẩn trương. Nhà máy Z195 sản xuất chủ yếu là thuốc phóng, thuốc nổ, một lĩnh vực đặc thù nên các sản phẩm đều có nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Z195 đã xác định mục tiêu an toàn, chất lượng và hiệu quả là yếu tố đặc biệt quan trọng trong sản xuất. Để thực hiện những mục tiêu đó, nhà máy đã tập trung mọi nguồn lực cho dây chuyền hiện có, nhanh chóng tiếp nhận công nghệ mới. Bên cạnh đó, nhà máy sẽ tiếp tục đầu tư dây chuyền và tìm kiếm thêm nhiều đối tác để xuất khẩu những sản phẩm có thế mạnh và nghiên cứu nhiều sản phẩm mới. Sang năm 24 thì chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch sản xuất kinh doanh với cái tăng trưởng rất là lớn, có khả năng là sẽ tăng trưởng bằng 150% kế hoạch cái kết quả đạt được của năm 2023. Trong đó thì là tập trung vào những cái đầu tư để mở rộng tiếp các dây chuyền để đáp ứng được cái sản lượng hàng xuất khẩu. Và cái kế hoạch năm 2024 thì chúng tôi tập trung vào là đẩy cái cơ cấu mà doanh thu của hàng kinh tế, nó là sẽ là cái doanh thu chính của nhà máy. Đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm thêm thị trường là mục tiêu trong năm tới của nhà máy Z143. Để chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, nhà máy đã phát triển được nhiều sản phẩm kinh tế mới, các loại có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Năm 2024, nhà máy Z143 sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu hàng kinh tế sang thị trường mới. Và dự kiến năm 2024 thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Ngoài chỉ lệnh quốc phòng, còn chúng tôi làm kinh tế, sản xuất kinh tế thì cũng là một cái chủ trương chung. Thì đơn vị 143 chúng tôi thì 80% là sản xuất kinh tế, còn 20% là cái sản xuất quốc phòng từ chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng cũng như là Tổng cục giao. Chúng tôi sẽ tập trung làm sao tự chủ về mặt hàng kinh tế, làm sao trong thời gian tới chúng tôi sẽ đứng vững trên cái đôi chân của mình trên cái lĩnh vực sản xuất kinh tế cũng như là xuất khẩu. Để đóng góp vào thành công chung của đơn vị trong năm mới này, những người lính thợ luôn nỗ lực hết mình để có những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Vì vậy, ở từng vị trí làm việc, họ đang ra sức thi đua lao động sản xuất với tinh thần quyết tâm cao nhất ngay từ ngày đầu, giờ đâu ra quân sản xuất. Bản thân tôi cũng xác định được cái tư tưởng cho mình là vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ. Và tôi cũng đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ và bắt tay ngay vào lao động sản xuất ngay khi cái kết thúc cái kỳ nghỉ Tết này, với một cái tinh thần hăng say, lao động nhiệt tình và cái quyết tâm cao để đóng góp cái sức lực nhỏ bé của mình vào cái thành công chung của toàn đơn vị. Cùng với màu xanh của những người lính thợ, thì tinh thần ý chí quyết tâm rất cao của cả tập thể ngay từ những ngày đầu xuân mới sẽ tạo khí thế cho các nhà máy công nghiệp quốc phòng hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.